Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game MMORPG Kiếm Hiệp Tình Hai Mobile sẽ sớm được nhà phát hành Tepelin cho ra mắt tại làng game Việt. Kiếm Hiệp Tình Hai Mobile là tựa MMORPG phỏng dựng bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2PC lên mobile. Trò chơi kết hợp những tinh hoa thuần túy từ đàn anh để mang đến một thế giới võ lâm chân thực sinh động với đồ họa 2D hoài cổ, từ đó tái hiện lại bối cảnh và khí thế của những trận chiến thư hùng mà các game thủ 8X9X luôn say mê ngày trước. Kiếm Hiệp Tình Hai Mobile sở hữu hệ thống môn phái đa dạng đậm chất võ lâm như đường môn, thiếu lâm, võ đan, dương môn, nga mi và cái bang. Game thử sẽ được trở lại thời kỳ võ lâm huy hoàng với các trận chiến quanh liệt tại các chiến trường, các trận ban chiến, vận tiêu liên server. Với hệ thống boss cực kỳ đa dạng, thời gian làm mới boss nhanh chóng, săn boss cả ngày lẫn đêm, cày đồ không khóa, cơ hội săn đồ đỏ và các vật phẩm quý hiếm dành cho tất cả các người chơi, mang đến một gameplay công bằng nhất. Đi kèm với đó là tính năng săn boss đã tay cây đồ không khóa, hệ thống giao dịch tự do là tính năng cực kỳ đặc biệt, cơ hội để người chơi cùng nhau làm giàu. Nhưng chắc chắn rằng Kiếm Hiệp Tình Hai Mobile vẫn giữ nguyên những yếu tố mà fan game Kiếm Hiệp từng yêu thích một thời, như hệ thống võ học, kinh mạch, chế tạo trang bị, câu cá, chế thuốc, treo shop buôn bán. Ngoài ra game còn có nhiều hoạt động PvP, PvE và PK đặc sắc khác để người chơi thử sức ở mọi ngưỡng cấp độ. Các điểm đặc sắc của Kiếm Hiệp Tình Hai Mobile: đồ họa chuẩn tuyệt đối, gameplay phù hợp trên điện thoại, bản chất game không thay đổi, phó bản đa dạng, tàn kiếm, thái hư, tử quan cát, tống liêu, trang bị, hệ phái, PK đầy đủ. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?